khi Việt Nam đối đầu với Trung Quốc, đu trên máy bay không người lái, tạo thành hình ba đi con rồng chúc mừng năm mới năm 2024. Còn bạn chọn trên nào xứng đáng là đỉnh nhất? Tập 1. Việt Nam chúc mừng năm mới năm 2024 bằng hơn 52.000 máy bay không người lái, tạo thành hình ba đi rồng vàng. Trung Quốc, đu trên chúc mừng năm mới năm 2024, hơn 52.000 máy bay không người lái, hình ảnh ba đi rồng đỏ,